ơi, cô Vi còn ngoan lắm, để mẹ pha nước tắm cho em nha. Đi bắt cái gì á? Cô bắt được cái gì à? Hả? Đi đâu rồi? Con nói đi đâu rồi? Con ở ngoài đi, coi chừng cẩn thận ướt đó con. Để ấm rồi này. Cô Vi muốn phục nước chơi rồi con. Rồi đi đi vào phòng ấm em với mẹ nè. Đi đây Kobe, đi 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 ấm em ra nha. Ủa sao vậy con? Mẹ mang đồ cho em đi tắm nè. Cô tí con cầm bỉm ra son nha, cầm bỉm ra cho mẹ nha. Mãi chơi không cầm bỉm cho mẹ là mẹ giận đấy nha. Nào mẹ đi trước đây, tí nữa con ra nhớ ra cầm bỉm cho mẹ nha. Nào.
cô Bi ngủ với em nha con. Uống sữa no rồi ngủ với em nha. Ngon không? Uống cho no cái bụng đi. Thế bữa nay uống từ tốn thế. Bình thường thích uống sữa lắm mà. Trút cái bình rồi. Xong rồi. Để bắn lên cho.